Xin chào các bạn, ngay bên cạnh mình đây đó là sản phẩm Team Connect Ceiling True, một chiếc mic glow treo trần đến từ nhà sản xuất Sennheiser, một hãng âm thanh nổi tiếng trên thế giới. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và đánh giá xem sản phẩm này sở hữu thiết kế và tính năng ưu việt gì để có thể leo lên vị trí là kẻ dẫn đầu hùng mạnh. Về thiết kế thì sản phẩm sở hữu phong cách của tương lai với kích thước tiêu chuẩn là 23,2 inch, vì vậy mà chúng ta rất là dễ dàng để lắp đặt ở trên trần của các tòa nhà. Và sản phẩm thì cho ra mắt hai phiên bản trắng và đen tinh tế, vì vậy là phù hợp với mọi không gian của các công trình kiến trúc hiện nay. Và trọng lượng của sản phẩm thì chỉ khoảng 5,6 kg, khá là chắc chắn nhưng cũng không quá nặng để chúng ta có thể lắp đặt ở trên trần của các công trình tòa nhà. Về cấu tạo mặt trước của sản phẩm thì được thiết kế vô cùng tối giản với hai đường chéo bao gồm 28 chiếc micro giúp thu âm một cách dễ dàng và có định hướng. Về mặt sau của sản phẩm thì được bố trí một bảng kết nối nhỏ gọn bao gồm một ổ 3 chân cho âm thanh analog, hai ổ kỹ thuật số Dante và một ổ Ethernet để giúp chúng ta kết nối mạng, đồng thời cũng là cung cấp nguồn. Ngoài ra thì sản phẩm còn được trang bị thêm tính năng reset để chúng ta có thể khôi phục cài đặt gốc. Với thiết kế mang tính thẩm mỹ cao và việc lắp đặt vô cùng nhanh chóng thì Team Connect Ceiling True của nhà Sennheiser được đánh giá là một sản phẩm mang tính đột phá cho giải pháp âm thanh hội họp hiện nay. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu về thiết kế bên ngoài của sản phẩm thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh giá về các tính năng của Team Connect Ceiling True của nhà Sennheiser nhé. Về sản phẩm này thì sở hữu 4 tính năng ưu việt vượt trội với 2 công nghệ tích hợp hàng đầu thế giới. Tính năng ưu việt đầu tiên đó là khả năng khuếch đại âm thanh, giảm tiếng ồn nhiễu với công nghệ True Voice Lift. Sản phẩm có khả năng tăng cường âm thanh tại chỗ trong phòng họp để khuếch đại âm thanh một cách chân thực và rõ ràng hơn. Cho phép cài đặt khu vực ưu tiên để âm thanh tại vị trí đó được to và rõ ràng hơn so với các vị trí còn lại. Vì vậy mà sản phẩm được ứng dụng rất là tốt tại các cuộc họp hay là các buổi thuyết trình. Với 5 vùng loại trừ tiên tiến thì bạn có thể linh hoạt xác định vị trí của tiếng ồn nhiễu chính xác đến 100%. Vì vậy mà giúp chúng ta có thể loại bỏ tiếng ồn nhiễu tốt hơn ở trong cuộc họp. Đặc điểm ưu việt số 2 đó là chúng ta có thể kiểm soát thiết bị hoàn hảo với phần mềm giám sát Sennheiser Control Cockpit, tối ưu hóa quá trình điều khiển và vận hành thiết bị của bạn, dễ dàng điều khiển và giám sát micro từ bất kỳ đâu trong khuôn viên địa điểm miễn là chúng ta có kết nối mạng. Đặc điểm ưu việt số 3 đó là khả năng tích hợp và kết nối nhanh chóng với Dante hiện đại. Tăng khả năng kết nối 100% các cổng nối đa dạng từ ổ 3 chân, ổ kỹ thuật số đến ổ Ethernet. Và thứ tư đó là khả năng dễ dàng lắp đặt trong mọi công trình với kết nối Ethernet. Tích hợp micro âm trần rất dễ dàng, giao thức điều khiển mở cho phép dễ dàng điều chỉnh thiết bị riêng lẻ. Và để đánh giá về sản phẩm Team Connect Ceiling True của nhà Sennheiser mà mình vừa giới thiệu thì chúng ta không thể bỏ qua hai yếu tố độc đáo, đó là sản phẩm được ứng dụng hai công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay, đó là True Voice Lift và đặc biệt là Beamforming. Đây là hai công nghệ tiên phong hiện đại giúp cho Team Connect Ceiling True khẳng định được vị thế của mình trên thị trường micro treo trần. True Voice Lift chính là một thuật toán thông minh được phát triển riêng bởi Sennheiser, tạo nên các tính năng khuếch đại giọng nói tại chỗ, loại bỏ vùng nhiễu và kiểm soát khu vực ưu tiên cho Team Connect Ceiling True. True Voice Lift kết hợp với tính năng tạo trùng tia linh hoạt và kiểm soát vùng tiên tiến, làm cho Team Connect Ceiling True trở thành micro tạo trùng mạnh nhất trên thị trường. Team Connect Ceiling True là giải pháp tốt nhất cho cả hội nghị, phòng họp, giảng đường và hơn thế nữa. Và cuối cùng là chúng ta phải kể đến công nghệ Beamforming, trùng tia tự động. Đây đã trở thành một xu hướng và tạo thêm một cuộc cách mạng trên thị trường micro hiện nay. Và nói một cách đơn giản là sản phẩm Team Connect Ceiling True có thể xác định vị trí của người đang nói và điều chỉnh hướng của nó về vị trí của người đó. Bất kể khi chúng ta đang đứng hay đang ngồi hoặc là đang di chuyển thì sản phẩm đều có thể ghi lại một cách nhanh chóng các tín hiệu. Kết hợp với công nghệ True Voice Lift giúp tăng âm ngay lập tức, giúp cho giọng nói của chúng ta trở nên rõ ràng và chân thực hơn. Sự thay đổi hướng của trùng tia này chỉ mất vài mili giây, đảm bảo khả năng nghe liền mạch, hoàn hảo. Ngay cả trong trường hợp thảo luận sôi nổi thì mọi người cũng có thể nghe thấy âm thanh của nhau trong một khoảng cách từ xa. Do tích hợp 28 micro nhỏ nên vùng phủ rộng của thiết bị lên tới 60m², bắt chọn giọng nói một cách thông minh, chính xác. Công nghệ tạo trùng tia tự động trở nên ưu việt vì cho phép sử dụng hàng ngày linh hoạt, giảm thời gian cài đặt, thiết lập, không cần bố trí phòng hay lắp đặt thêm thiết bị nếu số lượng người tăng lên. Người nói có thể tự do di chuyển, thuyết trình một cách tự nhiên, tự tin mà không lo ảnh hưởng đến vai phát biểu. Với thiết kế gọn gàng và tiêu chuẩn thì Team Connect Ceiling True có 3 cách lắp đặt cơ bản mà chúng ta có thể sử dụng, đó là gắn phẳng, gắn trần và gắn treo.
Và ngay bây giờ thì mình sẽ cùng kết nối thử sản phẩm để các bạn có thể theo dõi là sản phẩm của chúng ta vô cùng dễ dàng sử dụng và đơn giản nhé. Và ở mặt sau như mình vừa giới thiệu thì sẽ có một vị trí để chúng ta kết nối các cổng. Đầu tiên thì mình sẽ cắm vào cổng primary, cổng Dante. Và tiếp theo đó là secondary, là cổng phụ. Và như mình vừa giới thiệu thì ở đây thì sẽ có một chiếc cổng analog ở 3 chân. Và cuối cùng là chúng ta sẽ kết nối nguồn Internet. Như vậy là mình đã kết nối vào các cổng của sản phẩm. Và tùy vào cái phương thức sử dụng của mọi người thì chúng ta sẽ lựa chọn là kết nối vào cổng Dante hoặc là Analog nhé. Và đây, khi mà mình kết nối xong thì sẽ hiển thị cái đèn chỉ báo màu xanh là sản phẩm của chúng ta đang hoạt động. Với những tính năng và công nghệ ưu việt mình vừa kể trên thì Team Connect Learning Tool của nhà Sennheiser đã được ứng dụng rộng rãi ở trong các buổi như là hội họp hay là hội nghị cao cấp, những buổi thuyết trình và tọa đàm. Bởi khi đó thì chúng ta sẽ được giải phóng đôi tay và tự do thể hiện những ngôn ngữ của mình, từ đó mà tăng sức thuyết phục và giúp cho những cái buổi thuyết trình, hội thảo đạt chất lượng cao hơn. Ngoài ra thì nó còn thể hiện sự chỉn chu, chuyên nghiệp và thời thượng của bạn đối với đối tác. Bên cạnh đó thì khi chúng ta sở hữu sản phẩm này thì có thể tối ưu hóa được chức năng của phòng họp và giúp tiết kiệm thời gian cũng như chi phí lắp đặt. Với những thông tin mình vừa chia sẻ vừa rồi thì nếu như các bạn có những câu hỏi hoặc băn khoăn gì thì hãy liên hệ tới Chương trình Audio. Với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm thì Chương trình Audio có thể giải đáp tất cả những thắc mắc cũng như cung cấp những giải pháp âm thanh tốt nhất đến người tiêu dùng. Vừa rồi là những thông tin mình vừa chia sẻ về sản phẩm Team Connect Learning Tool của Sennheiser. Và nếu như bạn còn câu hỏi nào thì các bạn có thể để lại dưới phần comment của video này nhé. Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.